Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Tiệm bánh mì và bánh bao, Bao and Baguette, 714-617-5611. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với Cà Phê Sáng, và trở lại phần cuối của chương trình. Trước khi chúng tôi đi vào một vài tin tức địa phương, quý vị cho phép chúng tôi gửi đến quý vị một trong những sự kiện mà chúng ta cần quan tâm trong những ngày chúng ta sắp sửa đi vào những cái mùa gọi là travel, đi du lịch. Việc trước tiên đã nhiều lần chúng tôi đã đề cập đến một trong những cái căn bệnh mà hiện nay có một cái virus đang lan truyền ở tại Hoa Kỳ, đó là bệnh sởi. Bệnh sởi hiện nay đang có một cái tác dụng ở vài tiểu bang ở tại Hoa Kỳ. Xuân Kinh theo dõi tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề bệnh sởi vào mùa hè năm nay thì cho thấy có những dấu hiệu như thế nào thưa Xuân Kinh? Thưa quý vị, có thể nói là mùa hè này khách du lịch có thể giao dịch với nhiều cái virus bệnh sởi hơn những năm trước, đặc biệt là diễn ra tại sân bay. Virus sởi đã ảnh hưởng đến ít nhất là 4 sân bay của Hoa Kỳ trong năm nay, với các phơi nhiễm được báo cáo là ở các tiểu bang như là California, New Jersey và gần đây nhất là Texas. Và California và Texas cũng là hai cái tiểu bang mà có thể nói là đông người Việt nhất tại Hoa Kỳ. Về sự bùng phát này cũng đã diễn ra rất là mạnh mẽ với 60 trường hợp được báo cáo là trên khắp Hoa Kỳ, với tổng số là 940 trường hợp mắc sởi ở 26 tiểu bang. Tất cả cái cục gọi là ngăn ngừa bệnh tại Hoa Kỳ để cho chúng ta biết rằng cái virus sởi nó tồn tại trong không khí tới 2 tiếng đồng hồ. Nó có thể sống trong không khí tới 2 tiếng đồng hồ. Thế như vậy là thấy Xuân Kinh, cái thời gian 2 tiếng đồng hồ cũng dễ dàng cho chúng ta dễ bị lây mắc phải cái virus bệnh sởi này. Đúng vậy. Điều này là bình thường đối với tất cả các hầu hết virus trong không khí, nhưng tỷ lệ tấn công của cái virus sởi này rất cao. Nếu bị bạn bị sởi thì trung bình bạn có thể lây nhiễm tới 18 người. Wow. Nếu khi mình bị là mình có thể gây tới 18 người. So sánh điều đó với tất cả các bệnh cúm, nơi hầu hết mọi người lây nhiễm một hoặc hai người khác mà thôi. Đây, cái bệnh này thì nó lây nhiễm tới 18 người. Và đầu tháng này, một trường hợp đã phát hiện tại sân bay quốc tế Dallas-Fort Worth, một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới. Các quan chức y tế Texas cho biết rằng tuần trước rằng một người nào đó đã nhiễm virus ở nước ngoài và mang nó trở lại Hoa Kỳ. Công chúng nói chung thì không có nguy cơ bị như vậy, nhưng giám đốc y tế công cộng của tiểu bang Texas có tên là Vinny Tanyara đã nói chỉ những cá nhân có thể có mặt tại sân bay vào thời điểm đó và không được chúc ngừa bệnh sởi thì có thể vây đến cái dịch đó, thưa Xuân Quỳnh. Dạ vâng. Và rất nhiều sân bay cũng kêu gọi du khách của mình là tiêm vaccine, đặc biệt là du khách quốc tế với những người có thể gặp rủi ro cao hơn. Với các thông báo du lịch ở 5 quốc gia, tiến sĩ Nancy đã khuyến cáo là các phi công nên tiêm vaccine trước khi bay. Một bác sĩ có tên là Kaylin Babin là một giám đốc của chăm sóc sức khỏe tại trường khoa học y tế và sức khỏe tại trường đại học George Washington. Thì cô nói rằng khi tiếp xúc xảy ra với các thám tử bệnh của việc triển khai về việc điều tra, tìm kiếm dấu vết của virus bị bỏ lại và theo dõi các chuyển động của người bệnh để họ có thể lấy thông tin cho mọi người có nguy cơ mắc bệnh cao. Thông thường thì thưa Xuân Quỳnh biết rằng tất cả các triệu chứng thường bắt đầu là cái cơn sốt cao, họ có thể nó đi đến sổ mũi. Theo cái cơ quan phòng chống bệnh dịch thì cho biết rằng là hai liều vaccine có hiệu quả 97% và một liều có hiệu quả tới 93% hiện nay đang được sử dụng. Cũng giống như theo cơ quan CDC cho biết thì khuyến nghị các em bé từ 6 cho đến 11 tháng tuổi nên tiêm một liều vaccine và vaccine sởi. Trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên cần ít nhất là 2 liều. Những điều này nên được dùng cách nhau ít nhất là trong 28 ngày. Lẽ nhiều người đã bị mắc bệnh sởi, thành bởi thế chúng ta cũng nên quan tâm đến về con cái của chúng ta, thưa Xuân Kinh. Xuân Kinh có thấy ai trong cái khu vực của chúng ta bị mắc bệnh sởi không? Xuân Kinh thì chưa biết. Ai. Cũng may mắn là những người thân của mình chưa có ai bị mắc bệnh sởi. Vâng, một trong những sự kiện mà Xuân Kinh theo dõi trong tháng 4 vừa qua thì có cái gì đặc biệt đến trong cộng đồng người Việt chúng ta này?
có thể nói một trong những sự kiện mà Xuân Quỳnh cũng rất là muốn tìm hiểu thêm, đó là về một người gốc Việt bị bắt có liên quan đến việc buôn lậu các linh kiện tại Trung Quốc và có giá trị lên đến 72 triệu Mỹ Kim. Anh Trọng có thể chia sẻ thêm về thông tin này không ạ? Vâng, kính thưa quý vị, là duy nhiên thì tất cả các sự kiện liên quan đến trong tháng 4 chứ không phải trong tháng 5 này. Tuy nhiên, tất cả những cái sự kiện này nó nằm ở trong vòng điều tra, và khi nào có đến vấn đề truy tố của công tố viện thì chúng ta mới được đưa ra một cách công khai. Sự kiện đến từ Santa Ana của California, và theo thông cáo báo chí của Văn phòng Biện lý khu vực miền Trung California thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, vào chiều thứ Ba ngày 16 tháng 4, một người đàn ông bị bắt với những cáo buộc liên quan đến một kế hoạch nhập lậu linh kiện điện thoại di động của Apple, của Samsung từ Trung Cộng để bán ở Hoa Kỳ và thu được hàng chục triệu Mỹ Kim. Những hình ảnh mà quý vị thấy trên màn hình đó là nghi can ông Lê Chấn Hưng, 44 tuổi, sống tại thành phố Laguna Hill thuộc quận Cam. Ông Lee bị bắt theo một đơn kiện hình sự buộc tội ông đã âm mưu lừa gạt người dân Hoa Kỳ, âm mưu vận chuyển hàng giả, âm mưu nhập cảng trái phép hàng hóa, âm mưu lừa đảo qua thư và trộm cắp danh tính. Theo bản cáo trạng, ông Lee và vợ ông sở hữu công ty có tên là Easy Electronics, một công ty điện máy hiện có trụ sở tại thành phố Irvine, đã nhập cảnh tất cả các sản phẩm điện giả, điện tử giả từ Trung Quốc vào Hoa Kỳ bắt đầu từ tháng 6 năm 2010. Ông Lee và một số đồng phạm buôn lậu hàng giả và sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau để tránh sự giám sát từ chính quyền Hoa Kỳ ở Hồng Kông và Trung Cộng. Đơn kiện của buộc ông Lee đã cố gắng che giấu âm mưu của bản thân bằng cách sử dụng nhiều tên và địa chỉ kinh doanh cũng như các văn phòng ảo trên mạng và nhiều hộp thư bưu chính khác nhau ít nhất là 3 tiểu bang tại Hoa Kỳ. Khi các sản phẩm giả được đưa đến cửa hàng ông và đồng phạm phân phối các bộ phận cho khách hàng thông qua các cửa hàng trực tuyến khác nhau, cảnh sát đã phát hiện ra nhiều linh kiện điện thoại di động dường như là hàng giả trong cuộc tìm kiếm kết hợp với vụ bắt giữ ông Lee. Vào năm 2016, thì một trong những nhà cung cấp cho ông Lee có tên là Hongwei Nick Yu đã nhận tội tại tòa án quận Cam ở tại quận Bình tại San Diego và âm mưu vận chuyển hàng hóa và rửa tiền. Trong bản thỏa thuận nhận tội, ông Yu thừa nhận đã bán cho ông Lee ít nhất là 18.744.354 đô la các mặt hàng điện thoại di động, linh kiện điện tử từ Trung Cộng. Phần nửa trong số hàng đó là hàng giả có in nhãn hiệu của Apple, Samsung, Nokia và các hàng khác. Mà theo bản cáo trạng, giữa tháng 1 năm 2012 và tháng 12 năm 2018 thì công ty Easy Electronics đã trả hơn 72 triệu Mỹ Kim cho ba công ty âm mưu với ông Lee vận chuyển hàng hóa từ Hồng Kông và Trung Cộng vào Hoa Kỳ. Như tất cả các quý vị biết, đấy là một trong những sự kiện rất là chấn động trong giới gọi là kinh doanh ở tại Việt Nam, ở tại Hoa Kỳ. Lẽ dĩ nhiên chúng ta nói đến người Việt, cái ảnh hưởng khoan nói đến vấn đề gọi là truy tố luật pháp như thế nào, có hai vấn đề để nói. Là rất nhiều người chúng ta sử dụng hàng gọi là điện thoại thông minh, và khi chúng ta bị vỡ kiến tất cả những linh kiện này, chúng ta hy vọng rằng là không có thì giờ đến, nghĩa là đến một vài cái chỗ sửa ở đây thì chúng ta sẽ có những cái gọi là linh kiện đến từ Apple, họ tính tiền chúng ta là Apple, nhưng thực sự ra là những cái hàng này đến từ Trung Cộng. Mà ai là người đó? Là ông Lê Chấn Hưng này là người đầu cơ và hướng dẫn cái đường dây buôn lậu từ Trung Cộng đến Hồng Kông cũng giống như là đến Hoa Kỳ cho những người chúng ta sử dụng. Và đây một cái điều đáng đau buồn nhất là ông Lê Chấn Hưng này là ai? Lê Chấn Hưng này là con trai của ông Trần Gia Tử và bà Nhã Ca, hiện nay chủ bút và chủ nhiệm báo Việt Báo. Lại vì chúng tôi biết cái tin này, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là ông Lê Chấn Hưng thì ông Trần Gia Tử là họ Trần thì làm sao mà con được? Chúng ta không có thể đủ điều kiện khi mà chúng ta nhận định rõ ràng để chúng ta nói tất cả những sự kiện này lên một cách công khai. Bởi thế sau khi truy xét và xem hết tất cả những sự kiện một cách rõ ràng và minh bạch thì chúng tôi biết rằng là ông Trần Gia Tử không phải là có một cái tên khác họ Lê chứ không phải là họ Trần. Bởi thế người con này, cái hình ảnh đó là con của hai ông bà mà có thể nói rất nổi tiếng ở quận Cam, và một trong những tờ báo có thể nói là có nhiều bài bình luận, có rất nhiều cái bài đăng về vấn đề gọi là chống cái sự buôn lậu, vấn đề nhập cả hàng hóa giả của Trung Cộng. Nhưng kém may mắn và bất phước cho chúng ta là chúng ta phải sử dụng một số tiền rất lớn, tiêu một cái số tiền rất nhiều cho những người gọi là sử dụng những cái hàng giả từ Trung Cộng vào. Đây là một sự kiện có thể nói đáng đau buồn cho người Việt chúng ta.
Trong cái tháng này thì Xuân Quỳnh thấy là vào trong những ngày vừa qua thì sự kiện ở tại Houston đã là một chấn động. Có thể nói ở Mỹ này thì ai làm thì người đó chịu trách nhiệm thôi. Nhưng ít nhất người bản xứ ở đây người ta nhìn đến những người Việt từ những ngày đầu vào tháng 4 chúng ta bắt đầu đến định cư ở đây. Những ngày khó khăn người Hoa Kỳ giang tay ra đón chúng ta đến đây. Để rồi sau một cái thời gian dài chúng ta lại đi làm những cái điều mà có thể nói gây nên một cái sự xáo trộn tệ hại cho những người cư dân ở đây. Vấn đề chúng ta móc nối để rồi kết hôn bừa bãi, đưa những người đi vào Hoa Kỳ ở. Lẽ nhiên chúng tôi không bàn đến tính cách cá nhân của mọi người, nhưng ít nhất những người có thể nói được cưu mang, được học hành ở đây để đi làm những chuyện đồi tệ như vậy thì chắc có lẽ đó là một cái câu trả lời rất lớn đối với những ai phải đối diện trước pháp luật trong tương lai. Chúng tôi không đi vào cá nhân, kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi không đi vào cá nhân một riêng ai. Đó là những sự kiện diễn ra mà hàng ngày nhan nhản tại Hoa Kỳ này. Tuy nhiên hai sự kiện vừa qua đã cho thấy rằng những hình ảnh đó đã làm mất đi có thể nói là cái uy tín của chúng ta, đặc biệt là những người ở trong cái thành phố Westminster này luôn, thưa Xuân Kỳnh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong những giây phút vừa qua. Cảm ơn Xuân Kỳnh đã đến với chương trình trong hai ngày vừa qua, mặc dù cô Xuân Kỳnh hiện nay tình trạng sức khỏe của cô phải điều trị một vài cái căn bệnh. Tuy nhiên những cái sự kiện mà cho thấy giới trẻ ngày nay họ đã tham dự vào cái việc gọi là media là một cái điều đáng mừng cho tất cả những người hiện nay đang làm cái công việc media như chúng tôi. Cảm ơn anh Đàn Trọng rất là nhiều. Vâng, một lần nữa quý hy vọng quý vị vẫn giữ 56.7 để cùng với Hoàng Trọng Thủy, và chắc lại một lần nữa Hoàng Trọng Thủy đã đi vacation, anh Nguyễn Trường và Thảo Yên qua thời sự thế giới. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.